Kính thưa quý vị, sau đây là phần diễn ngâm giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Kính mời quý vị thưởng thức bài thi Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ ở Bạc Liêu. Bài này đã được Đức Quỳnh Giáo Chủ viết vào ngày 6 tháng 3 năm Nhâm Ngũ 1942 tại Bạc Liêu, qua phần trình bày của đồng đạo Thái Mỹ Nỉ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước đã quy y giữa Phật đài, nguyện rằng đệ tử dứt trần ai, mong nhờ đức huệ soi đường tôi, chớ nhiễm nghiệp phiền chớ đắm sai. Đắm sai một phút cội lành xa, sớm tình trì tâm chống quỷ tà, dõi gót theo thầy nương Phật cảnh, vui dậy xem hội hội long hoa. Long hoa tiếng Phật đau ta bà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma. Nếu mãi mê mang mùi tục lụy, linh hồn chìm đắm chốn nơi hà. Lòng thầy chúa xót ruột thầy đau, nghe được lời khuyên tình giới nào. Kiếm huệ dứt xong rồi quả bao, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Cuộc trần ôi quá khổ, trường đó đen là chỗ nhút nhơ, biết bao người vì nó phải bơ vơ. Sự nghiệp hết gia đình tan nát, sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát. Lánh xa trường đổ bát chớ chen chân, nếu lỡ cỡ mùa tàu bán tầng, thần trí cực nợ lần khân chẳng dứt. Chỉ cho bằng quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị thưởng thức dòng nhạc Phật giáo Hòa Hảo được trích trong quyển DVD Ngày Xưa Hòa Hảo, bài Xóm Đạo Chiều Nhớ, sáng tác của Lê Yến Ngọc Dung, qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Loan. Xóm đạo mưa buồn buồn thanh thang, tuổi thơ kỷ niệm tình
sống tiên gian. Văng vẳng bên tai đọc giảng đường, tiếng kệ kinh giao chú ư dạy thường. Mùi thiền khắp không gian muôn loài, khói lam chiều phương tình quê hương. Đức huỳnh giáo chú đến trần gian, mượn sáng hồng trần thanh sắc trẻ. Đại đồng đưa nhân loại vào vòng hạnh phúc, an vui lời giao huấn của thầy. Tâm lương thiện thương nhau đóng đầy hòa hảo xưa, nhạc không đóng cửa đón chờ sang hiền nhân cao dày. Vật thiện rơi quyết lòng đền trả, bồi đắp nhau tình yêu cao cả. Nói gương thầy tôi hành thập thiện, xóm đạo xưa vô vàn niềm. Kính thưa quý vị, bài ca đạo Xóm đạo chiều nhớ đã kết thúc chương trình phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Ban trị sự miền Nam California. Xin hẹn lại phần phát hình kế tiếp. Kính chúc toàn thể quý vị có một buổi cuối tuần an bình, hạnh phúc, cũng như một năm mới nhiều hồng ân của đất trời trong an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.